Đây là ông vua của dòng laptop business anh chị, nhưng mà mất giá dữ quá chịu không nổi. Hơn một năm trước á, 50 mấy củ, bây giờ chỉ có 26,5 củ thôi. Đây là mẫu máy cao cấp nhất của hãng Lenovo, ThinkPad X1 Carbon Gen 10, luôn là chiếc máy doanh nhân mà nhiều người mê mẩn. Một năm trước á, nhìn em nó thì ao ước thiệt, nhưng giờ giá đã quá ngon để cho anh chị sở hữu. Là phiên bản Matte Option nên vỏ có vân carbon nhìn rất là cuốn, kiểu vừa ngầu mà vừa bí ẩn vậy đó mọi người. Dòng X1 Carbon huyền thoại này được làm từ sợi carbon và maille cực kỳ cao cấp, không những chắc chắn mà còn nhẹ, cụ thể là cân nặng đúng 1 kg mốt. Ba cái vỏ thép vỏ nhôm, gặp em này thì ra chuồng gà hết. Hiệu năng của phiên bản Matte Option thì nó cũng phải tầm này nó mới xứng. Đó là chip Intel Core i7-1280B nha, khỏe nhất của cái dòng này rồi. Có 14 lõi và 20 luồng, tiết kiệm pin ở tác vụ nhẹ và sẵn sàng mở tốc khi cần cho tác vụ nặng. Cái hay của cái chip thế hệ mới, bộ nhớ RAM 32GB, anh chị tha hồ mà đa nhiệm hoặc là chuyên code Photoshop nọ kia. RAM dòng này onboard nên là 32GB sẵn thì mọi người không cần phải nâng cấp sau vài năm nữa. Mọi người muốn không chán khi dùng laptop lâu dài, đó là màn hình hiển thị phải đẹp. Màn hình chiếc này cũng phải gọi là đẳng cấp, độ phân giải 4K mà rất đẹp. Độ sáng 500 nits dùng ngoài trời với cường độ ánh sáng cao vô tư. Mà 4K là đỉnh của đỉnh rồi, có 5K đâu mà không đỉnh. Còn mấy cái râu ria này nhưng vô cùng lợi hại, đó là sử dụng được sim 4G nha, đi xa khỏi cần sim bát wifi. Có luôn camera hồng ngoại, nhận diện khuôn mặt, không cần phải gõ bát chi cho mệt, quên luôn cũng được. Mọi người ra xem thực tế nha, trải nghiệm tận tay mà cảm nhận những gì em nói không trật được.